Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món cá chiên biển nấu ngót. Ở đây mình có con cá chiên biển nè các bạn. Con cá chiên biển này hơn nửa ký đó nha các bạn. Mình nấu ngót thì mình không thể thiếu chanh ha. Chanh, ớt, tỏi, hành tím mình đã băm nhuyễn rồi nè các bạn. Cà chua, hai trái cà chua, rau nấu canh chua, quế, ngò gai, cần tàu nha các bạn. Và gia vị đi kèm và nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong. Mời các bạn cùng vào bếp nấu với mình nha. Con cá chiên biển này thì mình thiếu hai nha các bạn. Lúc này mình nêm gia vị vô trong cá ha. Mình vô cho trong cá mình một muỗng ăn canh đường, nửa muỗng ăn canh bột ngọt, nửa muỗng ăn canh muối, nửa muỗng cà phê tiêu. Lúc này mình trộn đều lên nha các bạn, cho gia vị nó thấm vô trong cá. Lúc này cũng để cho cá mình nó thấm gia vị, mình để 15 phút nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ xắt cà chua với rau canh chua ha. Tiếp theo mình sẽ phi tỏi với hành tím nha các bạn. Nếu mình mà bắt chảo lên mình cho hai muỗng canh dầu ăn nha. Chảo mình quá nóng mình cho tỏi hành tím vào nha các bạn. Mình phi cho tỏi với hành tím mình cho nó vàng đi, mình lấy tỏi với hành tím mình ra khi mình nấu xong mình bỏ trên lớp mặt của cá các bạn cho nó ngon nha. Còn tỏi với hành tím còn lại thì mình sẽ xào săn với con cá cho nó bớt cái mùi tanh của cá. Cá chiên biển mình chỉ khi mình chỉ xào sơ như vậy các bạn là được rồi. Lúc này mình cho xuống mình bắt nồi nước lên ha. Mình cho vào trong đây một lít nước nha các bạn. Gia đình các bạn đông thì mình nấu nhiều thêm ha. Gia đình mình ít người nên mình nấu có một lít thôi. Nồi nước mình cũng đã sôi rồi đó các bạn. Lúc này mình cho cá vào ha.
Đây mình nêm gia vị cho phần nước của mình coi nó cái độ vừa ăn được chưa nha các bạn. Mình cho vô trong cái phần canh ngót của mình nè, thêm một muỗng cà phê nước mắm nữa nha các bạn. Phần cá mình nó thiếu chất ngọt nha các bạn, lúc này mình cho vào một muỗng cà phê đường nữa là được nha. Cá mình cũng đã chín rồi đó các bạn, lúc này mình cho cà chua vào. Rau nêm thì mình bỏ sau nha các bạn, khi mình múc ra tô mình mới cho rau nêm ha. Nồi nước giờ nó cũng đã sôi rồi, mình cho cà chua vào thì nồi nước đã sôi lên lại đó các bạn. Lúc này mình tắt lửa ha. Cá với cà chua mình đã chín rồi đó các bạn, lúc này mình cho ra tô nha các bạn.